Thông tin từ báo Tiền Phong, bão Chami đang áp sát đất liền gây mưa lớn, gió giật mạnh. Tại Hội An, gió giật bật gốc cây. Đến sáng nay ngày 27 tháng 10, tại Quảng Nam đang có mưa lớn, gió giật mạnh, đặc biệt tại các địa phương vùng ven biển. Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết từ khuya và sáng sớm nay địa bàn có mưa gió mạnh. Lúc 5 giờ sáng tại đảo Cù Lao Chàm, gió giật cấp 8. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, số tàu cá đang hoạt động trên biển là 49 tàu với 2.182 lao động. Trong đó, trường Sa 49 tàu với 2.182 lao động đang hoạt động tại khu vực an toàn. Các tàu vận tại biển, thi công, dịch vụ tàu dầu đang neo đậu trong các cảng Kỳ Hà và cảng Chu Lai là 39 phương tiện với 174 thuyền viên và hai hành khách đến nay đã sơ tán 4.412 hộ với 18.306 nhân khẩu tại 10 địa phương, hiện đang tiếp tục triển khai sơ tán di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hồi 4 giờ ngày 27 tháng 10, bão Trà Mi cách Đà Nẵng khoảng 125 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 tới 102 km h giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km h Dự báo trong vòng 24 giờ tới, 4 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm ở vào khoảng 15,4N 109,2E trên vùng biển ven bờ Trung Trung Bộ. Cảnh báo từ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 3,0 tới 5,0 m, hạ lưu đạt từ 1,5 tới 3,0 m. Thông tin từ báo lao động, dự báo bão công đây có thể đạt đến cường độ bão cuồng phong cấp 3 với sức gió duy trì 205 km h và gió giật lên tới 250 km h Tin bão mới nhất phát hành lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 10 của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho hay, bão công đây, tên địa phương là Leon, đang cách phía đông của Trung Lưu Dông Philippines 1.195 km. Cơn bão mới nhất gần Philippines đang di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km h Sức gió duy trì tối đa là 65 km h ở gần tâm bão và gió giật tới 80 km h hiện tại bão công đây không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết philippines tuy nhiên tùy vào mức độ áp sát philippines trong quá trình di chuyển trên biển các giải mưa bên ngoài bão công đây có thể ảnh hưởng tới bắc luzon thêm vào đó cơn bão mới nhất gần biển đông cũng có thể ảnh hưởng tới luồng gió tây nam ban đầu do bão chami tên địa phương là Kristin gây ra qua đó ảnh hưởng tới thời tiết khu vực phía tây của nam luzon visayas và mindanao trong những ngày tới các nhà dự báo thời tiết của Pagasa cho biết, cơn bão công đây dự kiến di chuyển theo hướng tây tây bắc từ sáng ngày 28 đến sáng ngày 29 tháng 10. Sau đó, dự báo cơn bão mới nhất sau so bão Chami trên biển Đông sẽ chuyển hướng tây bắc đến bắc tây bắc trong thời gian còn lại của giai đoạn dự báo và có thể đổ bộ vào quần đảo Ryukui ở Okinawa, Nhật Bản vào sáng ngày 1 tháng 11. Bão công đây vẫn đang được dự báo là ở xa đất liền Philippines. Tuy nhiên, Pagasa cảnh báo đường đi của bão công đây vẫn có thể dịch chuyển xa hơn về phía Tây, đặc biệt là vào ngày thứ Tư và ngày thứ Năm của đường đi dự báo. Theo dự báo đường đi, bão công đây có thể tiến gần Philippines nhất lúc 2 giờ sáng ngày 31 tháng 10 khi cách Basco Batanes khoảng 375 km về phía đông Đông Bắc. Dự báo bão mới nhất cho rằng bão công tây sẽ mạnh dần lên trong vòng 24 giờ tới và sẽ đạt cấp bão nhiệt đới dữ dội vào sáng ngày 28 tháng 10. Giai đoạn tăng cấp dữ dội của cơn bão mới nhất gần Philippines có thể bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Dự báo bão công tây đạt cấp bão cuồng phong vào tối ngày 28 hoặc sáng ngày 29 tháng 10. Tin bão mới nhất của Taiwan News cho hay các dự báo mới nhất về đường đi của bão công tây nhận định cơn bão sẽ chuyển hướng dịch chuyển về gần Đài Loan, Trung Quốc hơn. Các lý thuyết chính cho rằng cơn bão hoặc tiếp tục di chuyển về phía tây qua Philippines hoặc chuyển hướng về phía bắc sớm hơn hướng về phía Nhật Bản. Tuy nhiên, xu hướng mới nhất cho thấy cơn bão thay đổi hướng đi muộn hơn nhiều để đến gần bờ biển phía đông của Đài Loan Trung Quốc hơn, Liberty Times đưa tin. Trang Facebook Weather Express dự đoán bão công Ray sẽ tiến về phía đông lưu dòng vào ngày 29 tháng 10 sau đó đổi hướng. Cơn bão gần Biển Đông này sẽ tiến sát Đài Loan, Trung Quốc nhất vào ngày 31 tháng 10, cách hòn đảo khoảng 400 km về phía đông. Bão công đây cũng có khả năng mạnh lên thành bão cuồng phong khi di chuyển tới vùng biển của Thái Bình Dương ngay ở phía đông Đài Loan, Trung Quốc. Theo dự báo bão của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTVKC, bão công đây dự kiến di chuyển về phía tây trong vòng 48 giờ tới. Bản tin lưu ý, bão Công Tây đang ở trong môi trường khá thuận lợi với nhiệt độ bề mặt biển từ 29 đến 30 độ C. Khi di chuyển vào khu vực có dòng chảy ra ở tầng trên được cải thiện và gió đứt giảm, cơn bão mới nhất gần Philippines dự kiến tăng cấp dần dần. JTWC dự đoán bão Công Tây có thể đạt đến cường độ bão cuồng phong cấp 3 với sức gió duy trì 205 km/h và gió giật lên tới 250 km/h. Báo dân Chí đưa tin, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 26 tháng 10, bão số 6 tức là cơn bão Chami, tên tiếng Việt là bão Chami trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 510 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 tới 117 km/h, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 10, bão số 6 trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km. Sáng ngày 28 tháng 10, bão số 6 trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam, sau đó chuyển hướng Đông, mỗi giờ đi được 5-10 km. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, từ 89 tới 117 km h giật cấp 14, sóng biển cao 5 tới 7 m, vùng gần tâm bão 7 tới 9 m, biển động dữ dội. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Côn Cỏ, Cù Lao Tràm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt là trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Từ sáng ngày 27 tháng 10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 cấp 9 giật cấp 11. Từ chiều tối và đêm ngày 26 tháng 10 đến đêm ngày 28 tháng 10, khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300 tới 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 tới 200 mm, có nơi trên 300 mm. Báo dân trí thông tin, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ ngày 25 tháng 10, bão số 6 tức là bão Chami trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 đến 102 km/h, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến tối ngày 26 tháng 10, bão số 6 trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Tối hôm sau, bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam-tây nam, sau đó là đông đông nam, tốc độ khoảng 5-10 km/h từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão Chami, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 12, từ 89 tới 133 km h giật cấp 15, sóng biển cao 5 tới 7 m, vùng gần tâm bão 7 tới 9 m, biển động dữ dội. Từ gần sáng ngày 27 tháng 10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Tràm, Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, tới biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Cơ quan khí tượng dự báo từ sáng ngày 27 tháng 10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều tối và đêm ngày 26 tới ngày 28 tháng 10, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến là 300 tới 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi, do đó người dân cần cập nhật thông tin về bão trong các bản tin bão tiếp theo. Dự báo thời tiết vào ngày 26 tháng 10, các vùng trên cả nước Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 30 tới 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, vùng núi 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ.